Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đây là nơi chiến trường, chiến hỏa bay tán loạn. Giao chiến song phương đánh thập phần kịch liệt. Thư dịp đổi viên đạn khe hở, thất hào, số 7, thở hỗn hển, cuồng y đưa cho hắn chai nước. Lâm, uống một ngụm, mẹ, này ngày khi nào thì chấm dứt. Này trận đánh không có ý tứ. Không chết sẽ không sai lầm rồi, còn muốn kết thúc thất hào không khách khí nói. Uống nước xong, thay băng đạn mới, hướng nơi che chắn bên ngoài nhìn. Đối phương hỏa lực không phía trước như vậy mãnh liệt, theo chúng ta giống nhau, phỏng chừng là đạn dược mau dùng xong rồi. Vậy là tốt rồi, chạy nhanh đánh xong cũng tốt trở về. Cung y có vẻ thực táo bạo. Tại trên chiến trường nhân sẽ không vài cái không táo bạo. Thất hào đồng dạng như thế, hắn cũng muốn này hết thảy đều chạy nhanh chấm dứt đi đột nhiên ven đường xuất hiện một hài tử có người dùng địa phương phương ngôn giọng địa phương lớn tiếng kêu lên Cút ngay thất hào đột nhiên liền xông ra ngoài cùng y ở phía sau kêu to lâm người con mẹ nó muốn chết a à, chạy nhanh trở về dứt lời cầm sung lên liều mạng hướng địch nhân bắn để che giấu thất hào thất hào kiên định nhằm phía kia hài tử liền tại cùng y lo lắng đắc tâm đều nhanh nhảy ra thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến thất hạo đột nhiên đối với tiểu hài tử bắn một phát súng, sau đó quay cuồng, tiếp nhanh chóng quay lại nơi che chắn. Cùng y bắt lấy thất hào, một quyền liền đánh lên. Ngươi muốn chết là đi, ngươi muốn giết hắn, vì chiếu chỗ sung yếu đi ra ngoài. Ngươi là chán sống sao? Tiếp lại là một quyền, thất hào làm cho cùng y đánh hai quyền đầu, sau đó lau đem trên mặt mồ hôi hòa huyết thủy, máu hòa nước nói kia tiểu hài tử ta nhận thức, hắn đã cứu ta một mạng. Cho nên dựa theo các ngươi người Trung Quốc nói chuyện, ngươi sẽ lấy thân báo đáp. Cùng y rống giận. Lâm, ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng. Hắn quá nhỏ, nếu đại mười đến tuổi, vẫn là nữ lời nói, ta không ngại lấy thân báo đáp. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn, ngươi không phải muốn cứu hắn sao? Thất hào buồn cười nhìn chầm chầm cùng y, ta phát hiện hắn là thịt người bom, cho nên ta phải giết hắn, nếu không ta sẽ tử. Cung y mạnh mẽ ôm lấy thất hào. Lâm, về sau đừng làm như vậy nguy hiểm sự tình, ta còn muốn cùng ngươi sống trở về. Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ sống trở về. Hai năm sau, hương thịt hào đứng ở cửa sổ, cửa sổ dùng thật dày bức màn che đậy đứng lên. Bởi vậy mặc dù ngoài phòng dương quan chiếu khắp, trong phòng cũng có vẻ thực hôn ám. Thất Hào đang cầm một cái bội số lớn quân dụng kính viễn vọng nhìn chầm chầm phía bên ngoài cửa sổ mổ đóng lâu. Đã muốn suốt hai cái giờ, người kia động không hề động một chút, vẫn ngồi tại sofa xem điện thị. Thất Hào rất rõ ràng, người nọ tính nhẫn nại thập phần tốt, cũng là trong tổ chức tối có tính nhẫn nại người. Đôi khi, Thất Hào thậm chí hoài nghi, người nọ đã muốn phát hiện chính mình. Đương nhiên đây là không có căn cứ, chỉ là hắn trực giác nhẹ nhàng xoa nhẹ ánh mắt thất hạo đem kính viễn vọng chuyển phương hướng, đó là nhất đống cải biến nhà ở lâu, bên trong ở rất nhiều theo bốn phương tám hướng đến người, cái gì thân phận cái gì bối cảnh đều có, có thể nói là long xà hỗn tạp. Tại 12 lâu vị trí, thất hạo tìm được rồi mục tiêu, một 18-19 tuổi thiếu niên. Vừa đi làm trở về, còn mặc 20 trà nhà ăn quần áo lao động. Thất hào nhìn đến người kia, khóe miệng lộ ra một tươi cười đến cùng chính mình bộ dạng sáu bảy phân tương tự khuôn mặt hòa ngũ quan, tạo hóa thật sự là thần kỳ. Nhìn thấy tiểu tử này đầu tiên mắc thời điểm, thất hào né tránh đưa hắn xử lý ý tưởng. Bất quá này chỉ là dừng lại vài giây chung ý tưởng. Tiếp là càng tin cậy ý tưởng, chính là lợi dụng hai người tương tự diện mạo đến đục nước béo cò, cửa bị sao vang, ba ngắn hai dài, tiếp như thế lặp lại ba lượt. Thất hào nhẹ nhàng thở ra, là cùng y đã trở lại quả nhiên tiếp thì nghe gặp môn bính bị xoay mở thanh âm thất hào không có hồi đầu mà cùng y đóng cửa lại sau lập tức đi vào thất hào phía sau thân thủ từ phía sau ông hắn lại đang nhìn kia tiểu tử nhìn ngươi chính mình không phải được rồi cùng y ông thất hào gồm đầu tựa vào thất hào trên vai nhắm mắt lại tại hắn sau gáy hít sâu một hơi vẫn là lâm trên người hương vị tốt nhất buông tay thất hào không có bao nhiêu dư vô nghĩa làm cho ta ông một chút cùng y ông càng nhanh thất hào rõ ràng lưu loát xoay người liền cho cùng y một quyền cùng y không muốn bị đánh chỉ có thể buông tay ngăn trở thất hào sắc bén thế công đồng thời kêu lên lâm ngươi rất táo bạo ngươi nên thả lỏng một chút lăng biến ha ha lâm ngươi đây là thẹn thùng sao cùng y thực thích đùa với thất hào ngoạn nhưng là thất hào tổng không cho hắn mặt mũi bất quá như vậy cũng tốt thất hào trực tiếp không nhìn cuồng y cuồng y hòa thất hào song song đứng nhìn phía bên ngoài cửa sổ nói lâm đừng khẩn trương rất nhanh chúng ta có thể tự do tự do sao thất hào nhìn mắt cuồng y ngươi đừng đại ý bọn họ không thể so chúng ta kém thì tính sao chúng ta mới là tối chuyên nghiệp cuồng y thật sự thực cuồng ngạo kia ban nhân là quần phong tử kẻ điên ngươi cùng phong tử so chuyên nghiệp ngươi là có bệnh sao? Thất hào thấp giọng mắng, cùng y lại nở nụ cười, cười rất đắc ý, lâm, ngươi biết rõ ta hôm nay nhận được linh hào, số 0, còn có nhất hào, số 1, để lại cho chúng ta tin tức, bọn họ thành công. Thất hào Long mi cũng chưa động một chút. Bọn họ là linh hòa nhất, không có gì có thể ngăn lại bọn họ. Linh nói, hắn sẽ không giúp chúng ta. Chờ chúng ta làm xong vụ này sau, phát tin tức cho hắn là đến nơi về sau đại gia sẽ phân tán ở thế giới các góc, về phần tổ chức, bốt đều vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Lâm, đến lúc đó ngươi liền tự do. Ngươi cao hứng sao? Đẳng làm xong rồi những người đó nói sau lời này, ta sẽ càng cao hứng. Cùng y thấp giọng cười cười. Ta đã biết ngươi sẽ nói như vậy. Cầm lên thất hào sợi tóc, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, nói. Lâm, chúng ta trên giường đi, ta sẽ cho ngươi phiêu phiêu dục tiên thất hào quay đầu lại nhìn mắt Cuồng y còn cố ý tại mỗi bộ vị trành liếc mắt một cái sau đó nói nếu ngươi nằm nhượng ta thường ta cũng sẽ cho ngươi vừa lòng cùng y thật sự thất vọng nhìn không được hỏi lâm mỗi lần ngươi luôn là như vậy ngươi sẽ không là một cái sồ xử nam đi thất hào trực tiếp không nhìn hắn cùng y còn lại là cười to một lát sau cùng y lại hỏi lâm Đẳng đêm này đó tạp toái đều xử lý sau, ngươi tính toán làm sao được?" Thất Hào nhíu hạ mày. Đại gia phía trước đều là một tổ chức, không tất yếu gọi bọn hắn tạp toái. Cùng Y cũng nhíu hạ mày. "Lầm, ngươi này thái độ thật không tốt. Bọn họ chính là tạp toái. Bốt đã muốn chết, ngươi là tận mắt thấy, ngươi cũng bắn một phát súng." Bốt đầu còn bị linh chém, bị chết không thể lại chết. "Này bọn tạp toái" lại kêu là cái gì khôi phục tổ chức vinh quang, bọn họ căn bản chính là vì chính mình lợi ích. Cho nên bọn họ đều là tạp toái, đều phải bị tiêu diệt. Tổ chức cũng phải bị tiêu diệt. Đủ, bọn họ là cuối cùng một nhóm người, chỉ cần chúng ta thành công, bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất. Không ai lại có thể bắt buộc chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Đúng, bất cứ sự tình. Thất hào kiên định nói, vì hôm nay, lớn hơn nữa nguy hiểm cũng không là nguy hiểm không phải người chết chính là ta sống muốn phục hưng tổ chức muốn đem làm phản giả người đều giết sạch nằm mơ đi thôi giết chết bọn họ chính mình có thể đạt được tự do linh và nhất đã muốn thành công hiện tại liền còn lại chính mình và cùng y cùng y theo phía sau ông lấy thất hào nói lâm đẳng sự tình hiểu biết sau hòa ta cùng nhau rời đi đi thất hào không hề động cũng không có trả lời cùng y tùy ý hắn ông lấy chính mình, ngày hôm sau buổi chiều, theo kính viễn vọng, thất hào thấy được cái kia hòa chính mình bộ dạng có vài phần giống nhau tiểu tử về tới trong phòng. Sau đó thất hào cũng thay 20 trà nhà ăn chế phục, cũng đồng thời mang theo mũ, che khuất chính mình ánh mắt. Chợt vừa thấy, hai người liền cùng một người bình thường thất hào xuất môn, hành động liền tại hôm nay, kia đám người đã muốn đã nhận ra chính mình và cùng y tồn tại. Hắn phải đem những người đó dẫn đến làm cho bọn họ đi theo chính mình mặt sau, như vậy cùng y tài năng tổng dung đem những người này đều cấp diệt đi ngang qua trà nhà ăn, thất hào đột nhiên bị nhân giữ chặt. Bản năng đã nghĩ đem nhân đưa một đao xử lý, bất quá vẫn là nhìn xuống. Dù sao cũng là trên đường cái. Đợi đem nhân đưa không có người ngõ nhỏ, tái xử lý không muộn, một ngôn, người không phải tan tầm sao, như thế nào còn ở nơi này. Vừa lúc, nơi này có hai cái ngoại bán, người đi đưa một chút địa chỉ là ngươi lần trước đưa quá. Người nọ lôi kéo thất hào vào trà nhà ăn, đem hai cái đóng gói tốt ngoại bán giao cho thất hào. Người trên người có lẽ tiền đi, có nói ta sẽ không cho ngươi. Thất hào trầm mặt tiếp nhận ngoại bán, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Nhà ăn người nói thầm một câu, hắc, tiểu tử hôm nay cử khóc nha. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.